Đầu tiên ấy con muốn chơi, người ta bảo khổ trước sướng sau thế mới giàu. Đầu tiên con phải chịu khó vất vả đi. Đó là gì? Con chịu khó làm. Khi con làm rồi ấy thì con sẽ có nhiều tiền của, mà khi con có nhiều tiền của trở về già rồi ấy, thì lúc đấy con an nhàn, con thích chơi cái gì thì chơi, con thích ăn cái gì thì ăn. Tại vì lúc đấy con có khối tài sản rồi. Nhưng bây giờ con chịu khó chơi. Đã chơi là không làm. Thế con chơi rồi thì lấy tiền đâu ra mà chơi? Con đi ăn bám theo bạn bạn, theo bè, theo anh, theo em. Mình không có nó khinh. Nó mời con một hai bữa thôi. Bữa thứ ba con bắt mặt đến nó bảo là đấy, cái thằng ăn trực đấy, cái thằng không được cái việc gì đấy. Con hiểu chưa? Con phải chịu khó làm đi. Đầu tiên con đi làm thì lúc con đi làm thì con sẽ nghèo. Thì anh em bạn bè thì xung quanh thì nhiều đứa sẽ khinh rẻ coi thường đấy. Nhưng kệ nó. Ngày này qua đi, năm nọ qua đi, thế là con cứ làm con tích cóp. Con tích cóp vào, lúc đó con có kinh tế có tiền rồi, một ngày nhà cao cửa rộng xe đẹp, công việc ổn định, thế là bạn bè nhìn con ánh mắt khác ngay vì nó không bằng con. Lê Anh Tuấn ơi, anh Dũng về bây giờ anh chịu khó rồi, đang đi bán hàng rồi, đi bán hàng bán giày dép rồi, không chơi bời gì đâu. Phú ăn trực tuốt có đấy ngại đâu. Anh lại nói cho mày biết này, mày nói cô đấy là mày cực ngu luôn. Ăn trực phải có đẳng cấp, ăn trực phải có giá trị. Nếu mày không có giá trị mày không ai mời mày đến làm gì cả. Mày đến để ăn to giái thì mời mày làm gì? Đã ăn nhiều uống nhiều rồi đến là to giái còn bốc phét to, ai mời mày làm gì? Mời mày mà người ta phải có danh tiếng, người ta phải mắt mặt mắt mày, chơi với mày người ta phải được oai, chơi với mày mà giới thiệu bảo tao chơi thằng này này em tao, hoặc là tao chơi ông anh này, người ta phải oai, người ta phải mắt mặt, thế thì người ta mới mời mày chứ. Mày không có cái giá trị thì chó nó mời mày. Này bảo là anh Phú đi ăn trực suốt ngày mời tao ấy, tao xem test tao lễ tao mới đi đấy, quý tao mới đi đấy, nhưng còn tao không đến nữa. Tao thiếu gì cho tao còn khó chứ không phải là mời tao. À không, Hưng Vũ ơi, anh không phải nóng mà anh nói cho cái thằng cu kia nó biết, để nó ngu nó không biết cái gì. Vì tao đã trải qua rồi, trước đây ấy lúc tao nghèo khó đã không có công việc gì, tiền của không có ấy, thì đến người nhà tao nhìn còn lắc đầu, chứ chưa nói đến bạn bè, với tao hiểu hết cảm xúc đấy rồi, chứ còn mày thì chưa hiểu được cái cảm xúc đấy. Không, anh không nóng, anh nóng làm gì, anh nóng làm gì, bổ lão cho những cái thằng ngu nó nghe này để nó biết. Ai là Lê Anh Tuấn? À, ok em. Chú Phú ơi, cháu mua có một con bạn thích ăn trộm đồ phải làm thế nào? Ôi chị chết. Hello làng thơ nhá. Ok bạn Ngọc Bọc. Đúng không ạ? À, các bạn là các em con cháu đúng không? Bây giờ là gì? Người ta mời đến. Ok bạn Minh Tiến. Nhân ra mời mình đến thì mình phải là người như thế nào? Mày làm sao mà hiểu được cái câu chuyện của anh em tao? Mình phải sống có giá trị thì người ta mới mời mình liên tục chứ. Như mày ấy thì chó nó mời. Thứ nhất mày vô dạng, công ăn việc làm không có, không giúp ích được gì cho anh em bạn bè cho đời cả, cho đến rồi có khi lại gì là bát rượu to, uống bát rượu to ăn miếng thịt đầy, ăn còn nhiều hơn người ta, nói còn chém gió bốc phét còn to hơn người ta, thế thì nó mời mày đến làm gì?